Trong tháng 11, Man City chúng ta sẽ thi đấu tổng cộng 5 trận đấu tại hai đấu trường Premier League và Champions League. Lần lượt gặp Bournemouth, Young Boys, Chelsea, Liverpool và Leipzig. Trong đó có tới 4 trận diễn ra tại sân nhà Etihad. Đầu tiên là màn tiếp đón Bournemouth vào lúc 22 giờ đêm nay. Như chúng mình đã nhấn mạnh trong video phân tích nhận định trước trận đấu, thì Bournemouth là một trong những đối thủ ưa thích nhất của The Citizen. 18 lần gặp Bournemouth ở giải vô địch quốc gia trong lịch sử, Man City bất bại 100%, thắng tới 16, trong đó có tới 12 khúc khải hoàn liên tiếp thuộc kỷ nguyên ngoại hạng Anh. Riêng hai lượt đi về mùa trước, City đã hạ Bournemouth lần lượt với tỷ số 4-1 trên sân nhà và 4-0 nơi đất khách. Nói thẳng luôn, Bournemouth là đối thủ rất vừa miếng để thầy trò Pep Guardiola có thể hướng tới một chiến thắng đậm, có đó tạm thời chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League. Ít nhất là cho tới trước khi có kết quả trận đấu derby giữa Tottenham và Chelsea. Tất nhiên, những ý trên là lời của Man City homie nói. Quan trọng nhất vẫn là lời tới từ Boss, phải không ạ? Nào, các anh chị em The Citizen, hãy bấm đăng ký kênh, bấm rung chuông, like mạnh các sản phẩm thuộc hệ thống của Man City homie. Cùng chúng mình tới với video họp báo trước trận đấu của Pep Guardiola nhé. Câu hỏi đầu tiên dành cho huấn luyện viên Pep Guardiola trong cuộc họp báo diễn ra vào tối qua là rất trực diện. Cụ thể là việc Boss đánh giá như thế nào về đối thủ này. Chúng ta hãy nghe thầy chém ra sao nhé. Họ đã chơi rất tốt trước Liverpool. Trận này Bournemouth đã thua 1-2. Theo như những gì tôi biết thì Andoni Iraola đã làm được những điều đáng kinh ngạc ở Real Vallecano và cậu ấy cũng đang cố gắng hướng tới điều đó tại Andoni Iraola. Andoni là một người cực kỳ thông minh và giàu ý tưởng. Những đội bóng của Andoni luôn có phong cách tấn công hấp dẫn, rất giàu năng lượng và sự linh hoạt. Tôi nhìn thấy những phẩm chất đó ở Bournemouth hiện tại. Hy vọng chúng tôi sẽ có được một màn trình diễn tốt nhất trước họ để giành chiến thắng. Về cuộc đua vô địch Premier League mùa này, với phong độ ổn định của các ứng cử viên Arsenal, Liverpool cũng như sự vươn lên bất ngờ từ Tottenham, Pep thừa nhận. Mùa nào thì vô địch EPL cũng khó cả, thậm chí là mùa sau còn khó hơn mùa trước. Chúng tôi luôn hướng tới việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng các đối thủ khác cũng vậy. Bạn có thể thấy, các huấn luyện viên ở giải đấu này đang ngày càng giỏi hơn và từng đội bóng cũng đang trở nên tốt hơn. Nhưng đó là thực tế mà chúng tôi phải đối mặt. Chúng tôi thích thách thức và thử thách càng lớn thì càng có giá trị trong việc thúc đẩy City hoàn thiện hơn. Vẫn còn 28 trận đấu phía trước ở một bóng Premier League hiện tại và mọi điều đều có thể xảy ra. Nhưng mục tiêu của City trước sau chỉ có một: tiếp tục tiến bước, cố gắng để trở nên tốt hơn qua mỗi trận. Việc bị loại sớm từ vòng 3 Carabao Cup giúp Man City không phải thi đấu vào giữa tuần qua, đồng nghĩa với việc sau rất nhiều tháng, đội bóng của chúng ta đã có được một quãng thời gian đủ dài, 6 ngày giữa hai vòng đấu Premier League để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Hãy nghe Pep nói về điều này. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho việc chơi với tuần suất 3 ngày một trận, nhưng thật tuyệt vời khi có một vài ngày nghỉ ngơi. Một quãng nghỉ là điều vô cùng giá trị với một đội bóng luôn chơi bình quân trên dưới 60 trận mỗi mùa như City. Đây là cơ hội để chúng tôi làm mới lại chính mình. Nhưng tất nhiên, khi bạn là bộ đội hướng tới việc chinh phục mục tiêu cao nhất, thì lịch thi đấu dày đặc là một phần tất yếu, không thể nào khác được. Quan trọng là bạn có kế hoạch như thế nào, tốt hay không, về việc quản lý thời gian thi đấu của đội, của từng cầu thủ, chứ không phải là than vãn về chuyện phải đá nhiều. Phàn nàn chắc chắn là điều cuối cùng mà chúng tôi nghĩ tới khi nói về mật độ thi đấu của City. Man City đã thắng 21 trận trên sân nhà gần nhất, tính trên mọi đấu trường, với tổng hiệu số bàn thắng 67-10. Trong đó có tới 14 vòng đấu tại Premier League toàn thắng trong năm 2023. Nói về pháo đài chiến thắng Etihad, Wood cho biết: tôi biết những thống kê của City tại Etihad là vô cùng ấn tượng. Chúng tôi đang thực sự thoải mái khi đá sân nhà, động lực tốt, tinh thần tốt. Nhưng tốt hơn là được nghĩ tới nó làm gì. Nếu nó xảy ra, trận thắng thứ 22 liên tiếp thì đó sẽ xảy ra thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là cố gắng làm được những gì tốt nhất để thắng mọi trận đấu. Và trận tiếp theo luôn là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Vì thế trọng tâm lúc này là Bournemouth, là về cách chúng tôi phải làm để đánh bại đội bóng của Andoni. Jeremy Doku chắc chắn là một trong số những tân binh ngoại hạng Anh hiện nổi bật ở mùa giải này
Và đây là nhận xét của Boss về cậu thanh niên 21 tuổi người Bỉ. Cậu ấy đã thích ứng rất tốt, và vì Jeremy còn rất trẻ, nên tôi tin rằng phiên bản hay nhất của chàng trai này là ở thì tương lai, không phải hiện tại. Tôi đánh giá cao ý thức học hỏi và nỗ lực hoàn thiện từng ngày, từng giờ, từng phút ở Jeremy. Nhận thức và tư duy của Jeremy thực sự đáng kinh ngạc. Bất kỳ những gì chúng tôi đề xuất giúp Jeremy cải thiện mình, cậu ấy đều thẩm thấu gần như là ngay lập tức. Tác động của Jeremy đối với đội bóng là thực sự tốt, bất chấp cậu ấy đá chính hay là vào sân từ băng ghế dự bị. Nói thẳng là tốt hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu của chúng tôi. Về Julian Alvarez và những gì sao trẻ Argentina thể hiện trong vai trò số 10 của City kể từ đầu mùa, Pep nói như thế này: "Hy vọng của tôi đối với các cầu thủ là rất cao. Cầu thủ biết rõ tôi muốn điều gì ở họ, và công việc của họ là cố gắng đạt tới sự kỳ vọng ấy. Julian chính là minh chứng cho điều đó. Cậu ấy tác động lên lối chơi và kết quả của đội. Cách cậu ấy liên kết với Erling Haaland và Phil Foden. Cách cậu ấy thực hiện các chỉ dẫn chiến thuật từ ban huấn luyện. Tinh thần và thái độ của cậu ấy nữa. Tất cả đều tuyệt vời. Năm ngoái tôi thường nói, Alvarez chắc chắn sẽ còn tốt hơn từ năm thứ hai ở City. Và giờ, cậu ấy đang cho thấy đó là sự thật." Với việc Erling Haaland về nhì ở cuộc đua giành quả bóng vàng 2023, Pep cho biết: "Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của Erling khi cậu ấy trở thành một đối thủ lớn, cạnh tranh với những cầu thủ kiệt xuất như Messi, Mbappe. Xin chúc mừng Messi, nhưng chúng ta đều biết rằng Erling còn có cả một sự nghiệp rất dài phía trước. Tôi có niềm tin rất lớn rằng Erling sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng với tâm thế rằng mùa tới tôi sẽ là số 1. Erling luôn rất quan trọng với chúng tôi. Và lúc này, cậu ấy đang ở trạng thái tốt, hoàn toàn khỏe mạnh, năng lượng đáng kinh ngạc và tất nhiên tràn đầy khát khao thể hiện mình. Erling của chúng tôi luôn là một cầu thủ tuyệt vời, một chàng trai đáng yêu. Đó là lý do giải thích tại sao cậu ấy được sử dụng trong mọi trận đấu nếu thể trạng tốt. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào tháng 3, tháng 4 hay tháng 5 của mùa giải này. Nhưng chúng tôi đang cố gắng giành kết quả tốt nhất ở mỗi giải đấu. Và sau đó, chúng tôi sẽ xem xét tình trạng của Haaland. Nếu cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Nếu không thì ai ngăn được một Haaland đầy tham vọng cơ chứ?" Về màn pressing với Haaland sau trận derby Manchester thắng 3-0 trên sân Old Trafford, mà cựu thủ quân của Quỷ Đỏ, Roy Keane, nói thầy trò Pep làm mầu, Boss nói thẳng quan điểm như sau: "Tôi rất tôn trọng Roy Keane, nhưng sự việc lần này anh ấy đã để cái mồm của mình đi chơi hơi xa rồi. Tôi vốn là một người rất thích nói chuyện với cầu thủ sau mỗi trận đấu. Không quan trọng nó diễn ra trên sân đấu, với camera ở khắp mọi nơi, hay trong phòng thay đồ của toàn đội. Về cuộc nói chuyện với Erling, chúng tôi trao đổi về pha đánh đầu của cậu ấy mà Andre Onana đã cản phá thành công cuối hiệp 1. Tôi nói với Erling rằng cậu ấy hoàn toàn có thể làm tốt hơn, như lắc trái bóng đi khó hơn, hay thực hiện một pha di ở với lực mạnh hơn một chút chẳng hạn. Kiên có thể nghĩ và nói mọi điều anh ấy muốn, và anh ấy cho là nó đúng. Nhưng tôi ở tầm tuổi này rồi cũng cần rất nhiều trải nghiệm với bóng đá. Tôi không nghĩ là mình cần phải làm một điều gì đó ngoạn mục sau mỗi trận đấu. Nói chuyện với các cầu thủ ngay trên sân sau một trận đấu là điều tôi đã làm trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình. Ở Barcelona, ở Bayern và tất nhiên là ở Man City, tôi sẽ nói khi tôi cảm thấy mình cần phải làm điều đó. Kiên hay thiên hạ nghĩ gì, tôi không quan tâm. Bột nói quá chuẩn. Còn Kiên hay ai đó thích đâm bị thóc chọc bị gạo thì kệ thôi. Thầy làm màu nhiều hơn cũng được luôn, vì chúng tôi rất thích.